nhất phương chỉ. Đi chơi mà để quên răng ở nhà này á. Ôi giời, cười rồi, cười là thua rồi, xin mời con chúa. Rồi, xem những đồng chí này nào. Ôi con gà. Ôi giời, đáng yêu quá. Ôi giời ơi, khó lừa cái đội này quá. Âm nhạc bắt đầu. Để mà lừa các bạn này cũng hơi khó nhỉ. Em mình mà thế này ít nhất là chúng người bị điện giải đi nhá. Em mà bơ mấy đây? Mấy? Kiều thật, công nhận là các đồng chí của Dệt Ký Tết kiều thật, kiều từ bé kiều đi được.